Vâng, xin chào tất cả các anh chị và cô chú đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, hôm nay bên em mới vừa về một xe bảng số đang đeo là 72A01443 này. Trước khi em review con xe này thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tất cả các anh chị, cô chú cùng các bạn. Con xe này bên em bán cho anh chị với giá thành là 65 triệu đồng cho một chiếc xe tên em nó là Nissan Bluebird, sản xuất năm 1993, đăng ký lần đầu năm 1994. Dung tích xy lanh của em nó là 1.9, coi như là 2 chấm, chạy máy xăng ha anh chị ha. Đăng ký 5 chỗ ngồi, tay lái trợ lực, số sàn đồng sơn si. Thì con xe này bên em cũng mới vừa cho dặm tút sơn lại và đánh bán lại rồi anh chị ha. Xe thì rất là sạch sẽ, rất là ok. Gốc con xe này, nguồn gốc của em nó là ở Vũng Tàu luôn nha quý anh chị. Đó. Chiếc xe màn hình anh chị thấy em nó một lớp sơn màu đen, nhìn rất là cứng cáp anh chị. Đó, 65 triệu đồng quý anh chị sở hữu ngay chiếc Nissan Bluebird này. Đây. Nước sơn bên ngoài thì con xe này không có thể gì chê được anh chị ha. Nước sơn rất đẹp rồi. Đó, tụi em về tụi em đã đánh bát, tụi em làm lại rồi. Đó. Ở đằng sau em nó thì có hỗ trợ thêm một cái cản đuôi gió, nhìn cái form xe nhìn rất là uy lực nha quý anh chị. Đó. Chỉ có 65 triệu đồng thôi. Quý anh chị có chú sở hữu ngay chiếc Nissan này. Vỏ bánh của chiếc xe này thì em nó cũng còn khá là dày anh chị ha. Cũng còn được coi như là 85%. Gai rất dày. Em nó sở hữu một cặp ga đăng đúc 4 thắng đĩa. Xe này xài hệ thống là 4 thắng đĩa nha anh chị. Đây, thắng đĩa em nó đây. Trước sau 4 thắng đĩa hết. Một cái form dáng này nhìn rất là hầm hố. Cái form này nhìn rất là đẹp anh chị. Đó. Chỉ có 65 triệu đồng thôi. Quý anh chị thấy cái form xe không? Nhìn rất ok ha. Và bây giờ mời anh chị cùng theo em kiểm tra một chút xíu về hệ thống ở bên trong của em nó như thế nào ha. Này thì đăng kiểm em nó còn hiệu lực tới ngày 5 tháng 4 năm 2022 nha anh chị ha. Xe này thì 6 tháng đi đăng kiểm một lần. Đây là tapi tablo của em nó anh chị. Bốn tapi của nó thì nói chung là xe này nội thất khá là sạch sẽ anh chị. Tapi tablo rất đẹp ha anh chị ha. Đây, keo chỉ em nó đây luôn. Xe này được chủ trước họ dán cái tấm này để mở cửa ra nó phản quang cho người ta thấy anh chị. Dàn nội thất con xe này thì nói chung với một phân khúc xe cỏ như vậy là quá sạch sẽ rồi anh chị ạ. Đây nội thất anh chị thấy không? Quá sạch sẽ. Ghế bọc da, yeah, bọc màu xám, rất là sạch sẽ. Trần bọng thì nỉ zin theo xe vẫn còn nguyên bản anh chị. Tắp bi tắp lô của em nó đây anh chị. Vân viết nổi rất là ok. Đây, chút trước họ sơn giả gỗ, nhìn cũng rất là đẹp. Keo cột, trụ A, trụ B, những nốt đinh tán theo nhà sản xuất của em nó vẫn còn rất là nguyên bản anh chị thấy không? Chỉ có 65 triệu thôi, quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe Nissan Bluebird này. Form mới. Form nhìn rất đẹp anh chị. Cửa nèo đóng rất là khít. Con xe này chạy rất là phê nha anh chị nha. Chạy rất đầm và rất chắc. Đó, anh chị nào đã từng xài dòng Nissan thì anh chị biết. Chạy rất phê. Đó. Ở đằng sau này thì em nó có một cái tay nắm cửa mà cái này nó bị mất rồi. Cái này có khả năng là mình đi mua mình đồ, mình mua mình thay vô anh chị ha. Đây, tắp bi tắp lô nè. Mất sao mất hai bên luôn ta. Chắc con này có khả năng là bị lúc anh em tháo ra chắc nó lạc ở đâu thôi anh chị. Còn có thì không có thì đi mua mình gắn vô nhau quý anh chị. Đây, tắp bi tắp lô em ở đây. Sàn bọc sạch sẽ vậy ha, sàn thì bọc một lớp da rồi, đó. Bọc da rất sạch sẽ. Đây, ghế biết hợp tì tay còn luôn. Nói chung con xe này thì nội thất em nó khá là ok. Xe này là đi tán gái rất là ok nha quý anh chị nha. Đó, một cái phân khúc chỉ có 65 triệu thôi quý anh chị à. Lấy tập chạy tập lái ha. Và đặc biệt cho mấy anh đi tán gái rất là ok ha. Cái form nhìn rất ngầu. Nhìn rất là uy lực. Đó, anh chị thấy không? Cản đuôi gió. Đúng là cái cản này mình không có nên sơn màu đen, sơn cái màu gì nhìn cho nó bắt mắt đúng không anh chị? Sơn màu đen cái nó bị tiệp luôn. Xe thì đã dán được phin cách nhiệt nha anh chị nha. Phin cách nhiệt chống nắng rồi. Đây là tapi ở bên cửa phụ. Ở một phân khúc chỉ có 65 triệu đồng thôi, quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe này. Tập chạy tập lái ha, form dáng rất ok. Đây là hệ thống cánh cửa tài, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất. Vân viết của em ở đây anh chị. Con xe này nhìn tướng và ở bề ngoài ở trong của em nó rất là sạch sẽ nha anh chị. Đây là băng ghế tài. Đó, nhìn ha, rất ok ha. Bây giờ em sẽ nổ máy cho anh chị kiểm tra con xe này em nó có những cái gì ha. Để bước vào hệ thống bên trong của em nó thì xe thì vô lăng 4 chấu, mang logo của Nissan. Mặt đồng hồ thì rất là sáng anh chị ha, rất là sáng. Đó, công tơ mét, kim xăng, kim nhiệt đầy đủ ha. Và qua bên này thì có một hệ thống là số sàn và có một cái màn hình. Để bây giờ em sẽ nổ máy em coi thử cái xe này coi em nó cái màn hình của nó có hoạt động được không anh nha anh chị. Màn hình vẫn hoạt động rất là ok nha anh chị. Xe này máy lạnh rất ok nha anh chị. Anh chị cứ an tâm về máy lạnh ha. Cái này có cam dây không?
Xe thì có mắc cam dê mà hiện tại là không có hỗ trợ, không có thay cam dê, chắc nó hư rồi anh chị. Nhưng màn hình nhạt nhất là ok nha quý anh chị ha. Tắp bi, tắp lô, tay lái trợ lực anh chị rất nhẹ. Đây. Đèn còi xi nhan đầy đủ anh chị ha. Không thiếu chức năng gì hết. Gạt mưa, gạt nắng. Rồi cái này nó bị sao luôn rồi. Rồi cái này, cái gạt mưa thì chắc nó bị đứt cầu chì đâu rồi. Em sẽ khắc phục cho anh chị ha. Máy hôm nay thì anh chị biết rồi, công việc nó cũng rất là bề bộn, năm hết hết rồi. Đây kính bấm nha anh chị, bốn kính hoạt động bình thường. Đấy. Để em kiểm tra hết luôn coi có kính nào nó bị hư cái nào không mà em khắc phục hết luôn một lần luôn ha. Đó, mấy cái điện đóm thì nó đơn giản thôi. Gương hậu của em nó đây, cái này kính ô tô. Gương hậu chỉnh bằng điện luôn nha quý anh chị, đang hoạt động rất là tốt nha. Đó. Anh chị nào lái chiếc xe này về thì chạy rất là phê, rất là sướng. Để em sẽ mở cái nắp capo cho anh chị xem. Này nó có cái gạt nước mà nó bị xe chắc nó cháy cầu chì ở đâu anh chị. Cái này mình khắc phục nó rất là nhanh. Quý anh chị nào lấy thì bên em sẽ hỗ trợ em khắc phục cho. Đây là kèo cột trụ. A. Đây, hợp thì chân đi lên đi xuống từ bên tài đó anh chị. Đây là nắp mở cốp nha anh chị. Và bây giờ mời anh chị cùng theo em kiểm tra chút xíu về hệ thống khoang máy của em nó như thế nào. Bốn cái vỏ quá đẹp luôn chị, bốn vỏ 80-85%, bộ đèn rất sáng. Đây là hệ thống của em đó anh chị, máy móc anh chị thấy uy lực không? Này phun xăng điện tử nha quý anh chị, máy móc rất khô ráo và sạch sẽ ha, nổ rất êm, không có nhức nhau gì hết. Anh chị thấy không? Máy nổ rất êm, bốn bếp full. Máy quá sạch sẽ luôn. Đây, dàn giết chú bò của em nó đây. Nắp nó vô. Đó, với một phân khúc chỉ có 65 triệu đồng thôi, quý anh chị sở hữu ngay chiếc Nissan này. Và bây giờ mời anh chị cùng theo em kiểm tra một chút xíu về dàn khoang gầm và cốp của em nó ha. Thì với một chiếc xe này thì cái khoang cốp của em nó thì rất là rộng rãi nha anh chị. Khoang cốp rất rộng. Thế nào? Đấy, khoang cốp này bao đựng đồ luôn, bao chạy một cuộc hành trình xe tha hồ thoải mái mà đựng đồ luôn. Hệ thống bên trong em ở đây, bánh sơ cua của em ở đây quý anh chị, tôn tiết rất ok ha. Xung quanh của em nó là bọc nỉ còn nguyên bản hết luôn, nói gì thấy không, nỉ niết là còn nguyên bản hết, xe rất là sạch sẽ. Đây, cốp đằng sau đẹp quá anh chị, quá đẹp luôn anh chị thấy không, sơn zin không nè. Đó. Và bây giờ em sẽ review cái dàn gầm cho anh chị cùng tham khảo và em sẽ kết thúc cái video này ha. Và đây là dàn gầm ở bên phụ. Đây là hộc về của em nó. Rất đẹp. Đây, qua dàn gầm cho anh chị xem ha. Wow, gầm bệ con này thì quá ok luôn anh chị, rất đẹp anh chị. Chiếc sự màn hình anh chị thấy không? Gầm quá tuyệt vời luôn. Quá ok. Đấy anh chị thấy không? Một cái dàn gầm của em nó rất là liền lạc. Vỏ bánh mới ngon lành. Đây học về trước nha quý anh chị. Form nhìn rất là hài hòa. Đó, form này mà mấy anh trai đi tán gái là ok luôn nè, bao tán gái luôn nè. Quá đẹp. Quá đẹp cho một cuộc tình ha. Và đây là dàn gầm bên tài nha anh chị, dàn gầm ở bên tài. Không có thể gì mà anh chị chê được ha. Đó, nội thất sạch sẽ, anh chị thấy không? Nội thất nè, bao đẹp. Côn số nhẹ nhàng. Xe này bao anh chị chạy xe ha, chạy vài trăm cây số một ngày là bình thường ha. Chạy từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc rất là ok nha quý anh chị ha. Nội thất rất sạch sẽ, anh chị lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy thôi ha. Đồng sơn si, nội thất con xe này thì bên anh em tụi em đã dọn rồi, đã đánh bát, đã dặm tút lại những cái chỗ khuyết điểm rồi. Xe này nó có cái mắt cam nè anh chị, mà nãy em bực là nó không lên, chắc nó tèo rồi. Thấy nó có sáng nè. À, mấy cái đó thì nó không quan trọng anh chị, quan trọng mua xe cũ thì phân khúc và quan trọng là gầm bệ máy móc. Đây, một cái form dáng. Và em cũng sẽ nhắc lại tên em nó là Nissan Bluebird, sản xuất năm 1993, đăng ký năm 94, dung tích xi lanh là 1.9 coi như là 2 chấm. Thì xe này độ tiêu hao nhiên liệu của em nó là phun xăng điện tử thì nó nằm khoảng cỡ 8 lít nha anh chị ha.
8 lít trên 100 cây số ha. Thì phân khúc xe con thì chạy 8 lít thì nó cũng là bình thường thôi, 8 9 lít là bình thường thôi nha quý anh chị. Với một phân khúc giá bên em bán cho anh chị giá thành là 65 triệu đồng. Quý anh chị của chú nào thích sở chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, một lần nữa em cũng xin phép dừng cái video này là tại đây. Hẹn gặp anh chị và cô chú một video sau. Chúc cho đại gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Công ty ô tô Duy Anh xin kính chào quý khách, tự hào là đơn vị uy tín trải rộng trên các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, dịch vụ chăm sóc kênh YouTube tăng subscribe view 4.000 giờ, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Hotline 0796822220, 0983 029131. Ô tô Duy An.